Thư né, tại mày là nhà thư. Ok, hôm nay chúng ta đến với chương 1 tư vấn tâm lý tình cảm của Uni. Thì nói chung là Uni là một người rất là giàu tình cảm và chuyên tư vấn tâm lý cho những bạn trai đang bị FA và mới bị người yêu đá. Thì câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay nó không liên quan tới cơ bắp của tôi. Câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay nó liên quan tới một bạn nam là fan của Rhinom Fitness và tập gym thường xuyên, mới bị người yêu đá. Và bạn ấy đã quyết tâm tập luyện để thay đổi cơ thể của bạn ấy. Lý do là người yêu cho rằng bạn ấy là rất là ốm yếu mà không có đủ sức bảo vệ của ấy. Rồi, ngày hôm nay thì bạn Uni của chúng ta sẽ giải đáp tâm lý cho bạn ấy từ đầu đến cuối. Rồi, bây giờ thì em có thể tập trung vào câu hỏi của bạn ấy và đọc cho các bạn nghe, chia sẻ cho các bạn về việc là sẽ làm gì sau khi bị người yêu đá do đi bộ đội. Rồi, cái này có phải là do mình không ấy không, mình bóp lít lên những cái này hả? Sao vậy? Cái này mấy bạn có nghĩ là mình bóp lít thông tin cá nhân lên không? Không đâu, em đừng có đọc tên bạn ấy là được rồi. Em phải đọc bạn ấy tên là, ví dụ như Nguyễn Văn Tèo, đọc lần nào với VT được rồi. Ừ, cái này là chia sẻ để cho các bạn cảm thấy là mình, nói chung là đôi khi giống như là bạn này bế tắc quá, xong rồi không có ai nói chuyện thì tìm đến fanpage thì có Uni ngồi nói chuyện kiếm gió qua lại là bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn, chứ không phải là mình đem chuyện người khác lên để cho mấy bạn làm chuyện phím hay là cười, nên là mấy bạn đừng nếm đáy nha. Ừ, thì bạn này là bạn đi bộ đội và bạn bị người yêu bỏ. Chắc là do cô gái không chờ được hay là như thế nào đó tìm được người tốt hơn. Thì bạn này cũng hay inbox vô nói chuyện với mình lắm. Bạn nói là bạn đi trực, bạn cũng kể nè, đi trực rồi đi làm nhiệm vụ, bạn cũng gửi hình, gửi clip cho mình coi, rồi gửi hình đồng đội của bạn cho mình coi. Rồi bạn kêu là khi bạn luôn tập mỗi ngày nhưng mà trong bộ đội thì điều kiện ăn uống và thiết bị thì không có, nên là bạn kêu là bạn sẽ cố gắng hết sức để có được cơ bắp khỏe mạnh đó. Xong rồi hôm qua bạn mới inbox vô, bạn báo cho mình kết quả. Cái bạn báo là hôm nay em đã tập được 6 múi rồi, em đang tập chân. Cái xong rồi mình mới nói bạn là cố gắng lên nha em. Cái xong rồi bạn mới nói là bạn không có gì ngại ngùng hết, bạn sẽ tập cố gắng hết sức. Giờ bạn đã cai được thuốc lá, bia rượu rồi nên cảm thấy là cơ thể khỏe mạnh hơn. Ừ, xong rồi cái mình mới nói là tốt đấy, em tập cho mình những thói quen tốt là tốt, vừa cho sức khỏe, vừa cho cộng đồng, rồi vừa cho cuộc đời mình nữa, tại bạn còn trẻ mà, đi bộ đội mà. Cái xong rồi cái bạn mới chia sẻ là bạn vừa bị người yêu bỏ. Cái xong mình mới nói chung là mình an ủi bạn ấy một xíu. Chắc họ tìm được nơi cảm thấy hạnh phúc hơn, nên là thôi, cái gì cũ đi thì cái mới sẽ đến tốt hơn ấy mà. Xong rồi bạn ấy chia sẻ là bạn nữ kia nói là bạn ấy là bộ đội, không có lo cho bạn nữ kia cái gì, trong khi bạn này thì rất là tâm lý, cố gắng để hiểu và nhẫn nhịn. Thì bạn cái mình mới nói là người ta sau này sẽ hưởng được những thứ mà người ta chọn. Ví dụ như là bạn nữ này bỏ bạn nam này vì vật chất hay này kia kia nọ, thì sau này bạn sẽ nhận được những thứ bạn ấy chọn thôi. Những thứ gì bạn ném cho người khác thì bạn sẽ cũng sẽ bị ném giơ tay mình thôi, vướng buồn thôi. Thế sau này bạn nam này lại lo là bạn ấy là không để bụng được cái gì, thì chỉ sợ là bạn nữ kia không tìm được ai đối xử tốt và đàng hoàng như bạn này, sợ nói chung là vẫn còn thương bạn nữ kia. Xong rồi cái mình mới nói là tâm lý của Uni khi mà chia sẻ những chuyện tình cảm như thế này thì rất là phủ, chứ không phải là tư vấn cho các bạn một cách nhẹ nhàng để mấy bạn cứ nuôi hy vọng đâu. Mình là xưa giờ mình nói chuyện với bạn bè mình hay là bất cứ ai, mình chia sẻ cái gì là mình nói trên quan điểm rất là thẳng thắn và phủ. Đó là bảo là người ta bỏ đi rồi, cuộc đời người ta không cần em lo rồi, thì em đừng phí thời gian nữa. Đúng rồi, mấy bạn đừng có nghĩ suy hay này kia, cứ mãi luẩn quẩn trong đó thì bạn chỉ càng ngày càng buồn, rồi càng bận thì không dứt ra được, hiểu không? Cái xong rồi cái chạy lòng, phút chạy lòng. Em chưa bao giờ to tiếng hay bất kỳ ai cũng chưa bao giờ để ai thiệt về mình.
xong rồi bạn ấy cảm thấy là tiếc nuối, hiểu không? Tiếc nuối khi mà thương người ta như vậy nhưng mà lại không được người ta trân trọng. Rồi bạn cũng đau lòng, nói chung là đang bế tắc, đang buồn khổ. Cái xong rồi mình mới nói bạn là vực dậy tinh thần bạn mà chắc là chưa tìm được người hợp. Cái xong bạn mới nói là có lẽ vậy rồi. Thì mình thường khuyên là thôi em đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy nghĩ thoáng ra đi. Đó. Nói chung là hôm nay bạn đã nhắn tin lại và đã nói mình là hôm nay tâm trạng bạn ấy đã tốt hơn rồi. Bạn ấy sẽ đi tập thể dục và để khỏe mạnh hơn, để có nhiều cái tốt hơn. Thì khi mà gặp những trường hợp này thì các bạn, mình biết là các bạn sẽ không suy nghĩ lạc quan được đâu, nhưng mà hãy kiếm một lý do gì đó để mình đừng nghĩ tới. Hoặc là nghĩ đơn giản là không hợp nữa thì thôi. Không hợp nữa thì bạn nữ kia mà không mấy, không muốn nữa thì cũng đừng ép ủ người ta. Còn nếu mà người ta bỏ mình vì cái gì đó thì sau này người ta sẽ nhận lại như thế. Còn bạn thì giống như cái anh mà mình quen á, thì ảnh nói mình là thôi những cái cũ đi rồi, những cái mới sẽ đến và sẽ tốt hơn. Thì đúng thì là mình cảm thấy là khi mà mình bị người yêu trước của mình bỏ, mình cảm thấy rất là suy sụp, rất là buồn khổ. Nhưng mà nhờ có những anh che mưa nè, chăm sóc nè, rồi giết thời gian nè, thì mình cũng cảm thấy là cuộc đời cũng còn nhiều thứ vậy. Mình nên mở cửa, những cánh cửa này đóng lại thì những cánh cửa khác sẽ mở ra để cho mình có những cơ hội tốt hơn. Giống như là trong cuốn sách Những hạt giống tâm hồn, nó sẽ có cái câu là Thượng Đế cho bạn gặp những người xấu trước, rồi sau đó để mới cho bạn gặp người tốt, để bạn có thể là trân trọng và quý trọng cái người tốt đó. Vì bạn đã đau khổ nhiều rồi mà, tới khi mà mình trưởng thành á, thì mình sẽ biết cách yêu hơn, biết cách trân trọng người kia hơn, và biết cách làm cho cả hai thoải mái, bỏ qua cái tôi của mình, bao dung nhiều hơn. Đó là, nói chung là tự nhiên fanpage có thêm chuyên mục là tư vấn tâm sinh lý tình cảm. Thì nếu mà bạn nào mà bế tắc hay gì đó thì cứ vô fanpage chiếm gió với mình. Đôi khi mình cũng rảnh rồi mình ngồi chiếm gió với bạn, nhưng mà mình rất là khổ nha. Mình không có an ủi là thôi em ơi em đừng có buồn nữa rồi, hay là mình sẽ nói tốt là ừ thì bạn ấy như này như kia, biết đâu sẽ còn cơ hội quay lại. Không có nha. Mình là tâm lý là cái gì đã qua rồi bỏ đi là thôi, không quay lại. Và nên tìm mình những cái tốt hơn, đúng không? Nếu mà bạn cứ nghĩ suy mãi về cái cũ á, thì bạn sẽ không có tìm, không có thấy được những điều tươi đẹp khác của cuộc sống. Giống như là một cuốn sách mà bạn đọc rồi, bạn đọc lại là bạn biết trước kết quả rồi. Cách đọc khác nhưng mà kết quả cũng thế thôi. Đó. Do mình đọc truyện mà mình thích đọc mấy cái sách tản văn này kia và coi phim nhiều, nên là ngôn từ mình cũng hơi tình cảm một xíu. Bạn nào không coi video này mà cảm thấy nhảm quá thì cứ đi ra nha, đừng ném đá mình nha. Hôm nay mình đang bận nên là giọng mình nó hơi kỳ cục một xíu. Rồi bye bye mấy bạn nha, đừng cười tôi nha.